Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái thái được thiết kế thi công trọn gói cho chú Vọng, địa điểm là tại thành phố Thái Nguyên. Ngôi nhà này thì được cô chú đang yêu cầu Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho nhà mình. Các bạn xem qua cái mẫu nhà này thì mẫu nhà này đang là một trong những cái mẫu nhà được rất nhiều người yêu thích. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 8 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn yêu thích kênh chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký, một đỏ nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Các bạn ở xa bên nước ngoài liên hệ qua hai số online là 0964458888 hoặc là 0828133333. Ngoài ra các bạn muốn xem lại những video hay là muốn xem lại những mẫu nhà đẹp, các bạn có thể vào website của chúng tôi là markhomevn.vn. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình quảng cáo là đặt cọc xây nhà dinh qua về ngay. Ví dụ như thế là trong cái chương trình này chúng tôi sẽ áp dụng, ví dụ như thế là thiết kế của nhà chú Vọng đây. Tức là chú thiết kế xong xuôi hết rồi, báo giá xong xuôi hết rồi và chỉ định vật liệu cũng xong hết rồi. Giá dụ như ngôi nhà này 700 triệu. Thì nhưng mà chú lại không muốn thi công ngay mà muốn 3 đến 4 tháng sau mới thi công. Thì chú sẽ ký hợp đồng thi công trọn gói trước và đặt một phần tiền thi công trọn gói. Thì chúng tôi sẽ mua những cái vật liệu có trong ngôi nhà này trước. Ví dụ như phần ngói này, phần gạch, phần sắt, phần thép đưa hết về kho. Và chọn những cái mức giá nó tốt nhất trong cái thời điểm tốt nhất trong khoảng đấy, và chuẩn bị thợ thuyền cũng như thể máy móc đấy, thì bao giờ cái giá nó cũng sẽ nó thấp hơn rất nhiều so với rất nhiều khách hàng là gọi điện tới Mark Home yêu cầu là tuần sau chúng tôi khởi công, ngày mai chúng tôi động thổ, cách 2 ngày nữa chúng tôi bắt đầu vào xây dựng. Thì chúng tôi gần như là không có sự chuẩn bị chu đáo, hoặc là chúng tôi cũng không tập kết được vật tư vật liệu nó trong cái thời điểm giá nó thấp nhất cho quý vị và các bạn đấy. Thì trong cái thời gian 3 đến 4 tháng đấy chúng ta có thể tiết kiệm được vài chục triệu tới cả hàng trăm triệu đồng. Thì các bạn thấy đấy, nó cũng là một khoản tiền, nếu chúng ta ở quê nó cũng một trong những khoản tiền rất là khó kiếm được. Thế nên là chương trình này chúng tôi đang áp dụng dành cho những nhà nào mà chưa vội làm nhà mà chúng ta muốn tiết kiệm là một phần tiền, rút bớt đi một phần tiền để chúng ta trang trí cho phần nội thất. Hiện tại Mark Home đang liên kết với một số ngân hàng, sắp tới chúng tôi sẽ triển khai cái chương trình là cho vay vốn khi mà xây nhà, bởi vì chúng tôi có pháp lý, chúng tôi có những hợp đồng, chính những hợp đồng đấy các bạn hoàn toàn có thể vay vốn và ngân hàng sẽ giải ngân ngay nếu mà hợp đồng đấy là hợp đồng đối với Mark Home. Nên các bạn hoàn toàn không phải lo lắng cái vấn đề về thiếu tiền xây nhà, cái vấn đề đấy đã có Mark Home đứng ra lo làm việc với bên ngân hàng làm sao mà cái pháp lý nhanh nhất để hỗ trợ quý vị các bạn có cái tiền giải ngân đấy nhanh chóng nhất và hợp thức hóa nhất. Quay trở lại mẫu nhà này thì các bạn thấy đây là một mẫu nhà mái thái rất nhiều rồi. Chúng ta thấy trên những cái mẫu trên YouTube, trên Facebook hay là trên website, những cái mẫu nhà mái thái của Mark Home thiết kế nhiều vô cùng, đẹp vô cùng và được rất nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Thì các bạn thấy cái phần mái này, ngôi nhà này được thiết kế theo cái tông trước hết nhé. Các bạn phải phân biệt cho tôi là cái tông màu này là tông lạnh, và các bạn không thấy màu đỏ, không thấy màu tím, không thấy màu cam đấy, không thấy những cái tông nóng mà chúng ta chỉ thấy những cái tông lạnh như thế là màu xanh nhẹ này đấy, màu xanh này, hay là một vài màu ghi hay là màu nâu đất đấy, những cái tông đấy là tông gam lạnh đấy. Cái phần cửa chính chúng tôi sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi, bao giờ ấy cửa gỗ lim Nam Phi nó cũng bền hơn rất là nhiều đấy, cái cửa gỗ lim Nam Phi nó cũng bền hơn rất là nhiều. Còn lại những ô cửa sổ chúng tôi sử dụng là cửa nhôm hệ. Đấy, cửa nhôm hệ. Còn lại cái phần mái này chúng tôi sử dụng là lợp bằng ngói Bright. Đấy, các bạn để ý nhá, phần mái ngói này chúng tôi sử dụng là ngói Bright. Thế cái hình thức thi công mái ngói bằng cách là gì? Chúng ta sẽ đổ bê tông mái bằng. Đấy, sau đấy chúng ta xây thu hồi và chúng ta sẽ lợp vì kèo mái ngói. Đấy, phía dưới chân đế chúng tôi sẽ ốp đá và chúng tôi sẽ ốp cái gạch. Cái gạch trang trí này cao lên tầm 80 phân, tức là đến tầm cái bậu cửa đây. Để với cái hình thức là gì? Chúng ta tránh những vấy bẩn hay là tạo cho cái công trình nó khỏe khoắn hơn. Bao giờ cũng vậy, cái phần chuyển màu cho một công trình bao giờ cũng là dưới đậm này, nhạt dần này và nhạt đấy, thì nó sẽ tạo cho công trình một cái nó khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái hồ sơ thiết kế chi tiết. Đây là hồ sơ được thiết kế thi công cho chú Vọng, cô Nguyệt, địa điểm là tại thành phố Thái Nguyên. Ngôi nhà này được xuất bản tháng 9 năm 2019. Đầu tiên chúng ta vào cái hồ sơ đầu tiên, đấy chính là cái danh mục bản vẽ. Đấy, cái trang đầu tiên các bạn phải có danh mục bản vẽ. Trên cái danh mục bản vẽ này chúng ta sẽ thống kê là cái trang nào sẽ là bản vẽ gì, thì các bạn sẽ rất dễ là tìm kiếm. Đấy, rất dễ để tìm kiếm và nó gồm bao nhiêu hạng mục. Ví dụ trong này nó gồm 9 phần. Đấy, phần 1 là bản vẽ về kiến trúc,
3D view thực tế, cái phần mặt bằng kỹ thuật, cái phần 2 là cái phần mặt bằng nội thất, phần 3 là phần mặt bằng lát sàn, phần 4 là phần mặt đứng kiến trúc, phần 5 là phần mặt cắt kiến trúc, phần 6 là phần chi tiết cầu thang bậc tam cấp. Đấy, phần 7 là phần chi tiết VGC, phần 8 là phần chi tiết ban công diện tường, phần 9 là phần chi tiết cửa đi và cửa sổ. Đấy, nó gồm rất là đầy đủ trong một hồ sơ kiến trúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái trang đầu tiên nào. Đầu tiên đây chính là cái phô cảnh bên mặt tiền. Đấy chính là chính diện mặt tiền luôn. Để các bạn thấy này, ngôi nhà này được ốp gạch rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên nó lại tạo ra công trình rất là đẹp và rất là khỏe khoắn. Đấy các bạn thấy đây, tôi sẽ zoom to hơn cho quý vị các bạn chúng ta xem cho nó rõ. Đấy, xem cho nó rõ ràng. Thì view nào chúng ta vừa xem lúc đầu, rồi bây giờ chúng ta sẽ sang những góc view khác. Đấy, cái phần ô kính lớn ở đây sẽ được bố trí cho khung phòng khách các bạn nhé, để tạo cho phòng khách cái điểm thông thoáng. Bây giờ quan trọng là chúng ta sẽ đi xem qua những cái góc bên hông. Đấy các bạn thấy đây, rất là đẹp. Nói chung những cái mẫu nhà này đẹp và tinh tế. Đấy, chúng ta cùng đi xem qua phần thiết kế chi tiết hơn nào. Thì trong hồ sơ kiến trúc thì các bạn để ý chúng tôi là chúng ta cần phải có những cái bản vẽ đặc biệt, như thế là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, bóc tách mái, bóc tách 3D nội thất, bóc tách cột râm sàn, hay là bóc tách những chi tiết cửa. Đấy là những cái phần quan trọng trong hồ sơ kiến trúc. Thì khi làm việc ở Mac Home thì các bạn không phải lo về những vấn đề này, bởi vì tất cả những bản vẽ chúng tôi đã được thẩm định. Đây, từ những trưởng phòng, những người chuyên gia thẩm định, chúng tôi đều phải rà soát qua bản vẽ trước khi đưa tới khách hàng, trước đi đưa những bộ hồ sơ được in ấn A3 đóng dấu đầy đủ đưa tới khách hàng. Chúng tôi đã phải thẩm định rất là nhiều lần. Đây là cái phần mặt bằng. Đấy, mặt bằng này là mặt bằng tường xây các bạn nhé, thì nó sẽ không có nội thất. Đấy, chúng ta sẽ vào mặt bằng tường xây này. Đấy, trong này chúng ta chưa có nội thất, chúng ta chưa vội quan tâm. Đấy, mặt bằng mái này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua phần mặt bằng nội thất đi, để các bạn dễ hình dung. Thì ngôi nhà này có một chiều là 12m2 và một chiều là 7m5, là gần 8m. Thì diện tích của ngôi nhà này là tầm 90m2. Đấy là diện tích sử dụng. Các bạn phải phân biệt cho tôi là diện tích sử dụng là chúng ta cứ lấy chiều dài nhân chiều rộng ở trong cái khuôn viên này. Nhưng trong xây dựng chúng ta lại không tính như vậy được. Chúng ta phải là diện tích giọt danh, hay còn gọi là diện tích bê tông sàn. Đấy, các bạn phải lưu ý là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy đây, ở trên những cái phần mái chúng ta hoàn toàn đổ bê tông, ngay cả cái phần chuồng chim chúng ta cũng xây rất là nhiều công. Bê tông sắt thép vào đây cũng rất là nhiều. Đấy, hay là những cái phần đua ra này, các bạn thấy nó đua ra hệ mái chập trùng. Thì trong nguyên tắc xây dựng chúng ta không thể nhân mình cái lọt lòng ở bên trong được, mà chúng ta phải tính những cái phần lanh tô cửa sổ này, hay những cái phần đổ mái bên ngoài, hay là những cái phần rìa mái, chúng ta đều phải tính vào là diện tích bê tông hết. Đấy, thì khi đấy ngôi nhà này có cái tổng diện tích bê tông nó sẽ rơi vào tầm 150 m2. Đấy, 150 m2 diện tích xây dựng. Đấy, các bạn phải phân biệt cho tôi là cái từ xây dựng và cái từ sử dụng. Thì trong cái mặt bằng này thì các bạn thấy này, khi chúng ta đi vào trong sảnh chính này chỉ có phần là tam cấp thôi. Thì thế thì thi công cái phần này sẽ như thế nào? Thì trước hết các bạn phải múc cái phần đế móng ra, chúng ta sẽ đổ bê tông, chúng ta sẽ làm thép, và sau đấy chúng ta sẽ đổ những cái hệ dòng mái, dòng móng. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ tôn cán nền. Đấy. Rất nhiều cái trường hợp mà quý vị các bạn hay tận dụng lại cái đất cũ, tận dụng là cái đất đấy với mục đích là tiết kiệm được ít tiền, nhưng mà tôi khuyên là các bạn là không nên tiết kiệm những cái phần đất cũ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có hai lý do. Cái thứ nhất là những ngôi nhà của các bạn mua ở trên cái nền đất mới, các bạn không biết cái phần âm nó có gì, nó có vong, có mồ mả hay không. Và dĩ nhiên chiến tranh ngày xưa chúng ta triền miên rồi, đặc biệt là tại những vùng quê, chúng ta không thể nào khẳng định là dưới khu đất, dưới cái nền đất đấy không có phần âm. Đấy, thế nên là đấy là nguyên nhân thứ nhất mà các bạn nên cào sạch đi, cào sạch xuống nên phần đất liền thổ, phần đất cứng đấy. Đấy, cái nguyên nhân thứ hai là khi các bạn tận dụng là cái nền đất cũ, cái nền đất bùn lầy hay là nền đất yếu, thì sau này cái phần đất đấy khi mà có cái mạch nước thì bao giờ nó cũng bị bết rất là nhanh, và nó bị trôi, bị xói mòn. Đấy, mà các bạn nên thay thế nó vào bằng cát. Đấy, đặc biệt là bằng cát. Cát để khi các bạn càng cho nước thì cái độ lèn, độ nụ, cái độ nén của nó càng tốt. Thế nên là cái phần móng, phần nền chúng ta rất là vững chắc. Đấy, nên các bạn đừng tiếc tiền, đừng tiếc cái vấn đề là chúng ta tiết kiệm một ít đất chúng ta cho vào, rồi sau đấy chúng ta đổ nước tân nền lên là nó chắc. Không phải đâu, nó phải rất dễ bị sụt lún nếu như trường hợp có mạch nước ngầm. Đấy, thì tôi khuyên các bạn nên sử dụng cho tân cát vào và cho lèn nước đầm chặt. Đấy, sau đấy chúng ta cán một lớp bê tông mỏng trên sàn chỉ rơi vào tầm 7 phân thôi. Đấy, chứ các bạn đi sắt 6 là được rồi, đi một lớp sắt 6 để nó có tạo cái độ liên kết, và cái bê tông chúng ta đi từ 7 phân đến 7 phân rưỡi là ok rồi, thì nó sẽ giúp cho cái phần nền nhà chúng ta rất là vững chắc. Đấy, sau này có ô tô xe máy đi vào chúng ta phải không lo cái chuyện sụt lún.
Thì ngôi nhà này với cái kích thước là 12m2 nhân với lại 7m58 thì chúng ta sẽ bố trí như sau. Từ cái phần sân chúng ta đi vào phần tam cấp, đi vào trong phòng khách, phía sau phòng khách được có cái phần cửa kính lớn thì tôi đã vừa giới thiệu các bạn đây, chính là phần cửa kính lớn này. Đấy, đi tam cấp vào trong phòng khách này. Đấy thì đối diện ở trong trong phòng khách đây chính là phòng thờ, ngăn cách giữa hai cái phần này là có phần lam gỗ. Đấy, cái lam này nó rất là hay các bạn nhé, nó vừa giúp cho ngôi nhà chúng ta nó thoáng mà chúng ta lại tạo nên được những cái không gian riêng tư. Đấy thì tiếp tục trong cái không gian này chúng ta có ba cái phòng ngủ khác, trong đấy có một phòng ngủ master và hai phòng ngủ con, và chúng ta có khu vực phòng bếp và phòng ăn. Toàn bộ ngôi nhà này thì được sử dụng bằng một cái nhà vệ sinh. Thì đây là cái yêu cầu của gia chủ thôi. Còn nếu như chúng tôi khuyên bao giờ đối với lại trường hợp 3 phòng ngủ các bạn phải cần tối thiểu 2 nhà vệ sinh. Đấy là nguyên tắc thiết kế. Bởi vì sao? Bởi vì là 3 phòng này ít nhất là có trên 3 người sử dụng rồi. Đấy, 3 người sử dụng mà nhiều khi là một nhà vệ sinh chúng ta sẽ không đảm bảo được, không đảm bảo được cái công năng sử dụng, cái mật độ sử dụng. Đấy. Ví dụ như mỗi buổi buổi sáng này tất cả chúng ta đều dậy gần như là đúng giờ, 6 giờ đến 7 giờ là toàn bộ mọi người trong nhà chúng ta dậy rồi. Đấy, mà chúng ta lại không đủ nhà vệ sinh chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau này vào thực tế. Đấy, còn lại nguyên tắc bao giờ thì nó cũng chính xác, bởi vì nguyên tắc đã đúc kết rất là nhiều năm kinh nghiệm. Đấy, thế nên các bạn nhớ nhá, hai phòng ngủ các bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh được, nhưng mà ba phòng các bạn phải sử dụng tối thiểu hai nhà vệ sinh. Đấy là nguyên tắc thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua những cái mặt bằng khác. Đây là cái mặt bằng 3D nội thất, thì chúng ta sẽ biết được là cái sau khi lên tường xây, sau khi bố trí đồ nó sẽ như thế nào. Cái này thì gần như là Mark Home tôi thiết kế rất là chi tiết. Đấy, rất là chi tiết. Ngoài ra chúng ta có những cái phần mặt bằng lát sàn. Đây các bạn thấy là mặt bằng lát sàn này gồm có những cái mặt đứng này. Đấy, mặt đứng trục AD, mặt đứng trục DA, nữa là cái mặt chính diện. Đấy thì những cái bản vẽ mặt đứng này nó rất quan trọng các bạn nhé, nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là chiều cao, cao độ của mái, cao độ của từ phần từ móng đến cái phần sàn, sàn độ mái. Thế thì cái chiều cao từ móng đến sàn độ mái bao nhiêu là đẹp thì tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều về cái cách chia xem những cái cung số đẹp. Ví dụ như các bạn vào trang là Wonder, ấy cái thước độ ban này. Cái thước độ ban này tôi đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều trong những video lần trước rồi. Các bạn nên nhập những cái con số ở đây để chúng ta kiểm tra. Đấy, ví dụ như thế là 21305 tức là 2m 105 thì nó sẽ rơi vào ba cái cung đỏ này, chính là cái cung số đẹp. Ví dụ như tài, vượng, đăng, khoa, trung, tín. Còn nếu như nó rơi vào hai cung đen một cung đỏ thì nó lại sẽ là hơi xấu một chút. Và rơi vào ba cung đen thì các bạn không nên chọn những cái cung số đấy. Đấy, các bạn lưu ý là như vậy. Đấy, còn đối với lại cái phần chiều cao thông thủy từ dưới mặt cốt nền 00 lên trên mặt sàn mái đổ bê tông thì các bạn nên để nó là 39 là đẹp nhất đối với nhà một tầng mái thái, hoặc là các bạn nào có thể để 4m2 cũng được, cũng không vấn đề gì. Đấy, các bạn để 4m2 cũng được, nhưng mà các bạn nên lựa chọn một trong số những cái kích thước là 36, 39, 4m2. Đấy, các bạn thường hay để ý là gì, những cái con số này nó là những cái con số đẹp, con số thông thủy rất là đẹp các bạn nhé. Chiều cao tầng thường là để là 39 hoặc là 4m2. Đấy, còn lại cái chiều cao tổng thể của ngôi nhà này nó sẽ rơi vào tầm 8m5. Đấy, 8m5. Chúng ta sẽ sang những cái bản vẽ khác để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Đấy, cái những cái bản vẽ mặt cắt mái như này rất là quan trọng để khi mà thi công chúng ta soi cái kích thước rất là dễ dàng. Đấy, để soi những cái kích thước. Đấy. Đấy, ngoài ra chúng ta có thêm cái phần những cái bản vẽ chi tiết về nhà vệ sinh. Đấy, về cửa, đặc biệt là về cửa. Đây, những cái hệ cửa này rất là quan trọng. Đấy, các bạn phải để ý là như vậy. Ở video ngày hôm nay thì tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn qua về cái mẫu nhà thiết kế cho chú Vọng, địa điểm là tại Thái Nguyên. Các bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn liên hệ qua hai số line là 0964458858 hoặc là 0828133333. Các bạn lưu ý là Mark Home là đơn vị hiện tại duy nhất có thể bao thầu trọn gói trên toàn quốc. Tôi xin nhấn mạnh lại, bởi vì chúng tôi có hệ thống trên các chi nhánh như thế là Hà Nội, như thế là Sài Gòn, như thế là Đà Nẵng, như thế là Thái Bình, như thế là Hải Phòng, như thế Thanh Hóa, như thế Thái Nguyên. Có rất nhiều các chi nhánh của Mark Home hiện tại mọc lên, mà trong năm 2019 này chúng tôi tiếp tục khai trương một số cái chi nhánh mới. Với cái mục đích làm sao? Với mục đích chúng tôi sẽ cung cấp cái dịch vụ thiết kế thi công trọn gói này đến tất cả những cái làng quê, tất cả những cái vùng miền. Đấy, mọi người đều có thể sử dụng được dịch vụ, bởi vì chúng ta đang ở trong thời đại 4.0, cái thời đại
công nghệ số, cái thời đại thay đổi mọi thứ bằng internet. Thế nên chúng tôi muốn thay đổi cái cách thức xây dựng lâu nay mà mọi người hay áp dụng, thường hay là các ông các bà thường hay là lựa chọn bằng cách cái hình thức là đi lòng vòng trong làng, thấy một cái mẫu nhà đẹp và yêu cầu thợ làm như vậy. Và bây giờ thợ ở quê người ta cũng không làm vấn đề đấy nữa các bạn nhé, không phải ở thành phố mà ở quê người ta cũng không nhận theo vấn đề đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhận làm việc cái kiểu đấy nó không có sự thống nhất, bởi vì chúng ta không biết xây cái nhà lên cao rộng bao nhiêu, vừa làm vừa hỏi chủ nhà, mà đôi khi chủ nhà cũng không có kiến thức về xây dựng đấy. Khi đấy mà làm xong cứ gật ừ đúng rồi làm đi như vậy, cuối cùng lên một ngôi nhà nó xấu, quá là xấu, mà ông ta mất bao nhiêu tiền của, mất tiền tỷ vào trong đấy mà ông ta lại không ưng ý. Thế nên là những công ty như Mark Home ra đời sẽ giúp giải quyết những vấn đề đấy. Chúng ta có thiết kế, chúng ta biết dài rộng, chúng ta biết chi tiết, chúng ta biết vật liệu ở trong nhà mình sử dụng là những loại gì và đơn giá nó là bao nhiêu, nên chúng ta không lo chuyện phát sinh, không lo cái chuyện bị đắt hay bị rẻ đấy. Thì video ngày hôm nay tôi đã giới thiệu cho quý vị qua về một mẫu nhà mái Thái nữa rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký và nút màu đỏ, nút chuông bên cạnh để ủng hộ Mark Home ngày càng phát triển hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.